Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. MD7, kem chuyên trị nám, nhăn, giúp sáng da trong thời gian ngắn nhất. MD7, 7 ngày kỳ diệu, 855-234-2333. Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam, 714-985-9999 và 714-657-7866. Cresolti, now accepting franchise applications in California, Oregon, Arizona. Please call 714-881-9938. Thảo Yên, Hoàng, Trầm Thủy trở lại với quý vị với phần 2 của Thời sự Thế giới. Trước khi gửi đến quý vị phần quảng cáo, chúng tôi vừa gửi đến quý vị phần tin Breaking News bên phía luật sư của Tổng thống Trump và đại diện là Rudy Giuliani. Sáng ngày hôm nay tuyên bố họ rút lui ra khỏi đơn kiện tại tiểu bang Michigan. Thế nhưng người ta lại nhìn thấy trong trang nhà YouTube của ông Rudy Giuliani, ông vẫn tiếp tục đưa ra những cái thuyết âm mưu. Thậm chí còn nói chúng tôi có nhiều bằng chứng, ông nói rõ ràng bằng chứng về những vụ mà gian lận phiếu bầu người chết, hoặc là thậm chí ông nói ở ngoại quốc cử tri Mỹ đi bầu nhưng mà được đếm ở nước ngoài, rồi đưa ra bao nhiêu giả thuyết. Thế nhưng ngày hôm qua các vị luật sư của các tiểu bang nói với các hãng thông tấn, họ nói như thế này, thưa quý khán thính giả, và họ nói để chúng ta, tức là chúng ta những người mà theo dõi tin tức đó, hiểu rõ hơn về cái hệ thống và tiến trình tố tụng ở tòa án Hoa Kỳ này. Ông nói, ở ngoài quý vị nghe bao nhiêu thuyết âm mưu, tha hồ mà nghe, tha hồ mà tin tưởng, bởi vì có nhiều người tin tưởng Tổng thống Trump rồi sẽ lật ngược lại tình thế, có bằng chứng, và thậm chí người phát ngôn viên của tòa Bạch Ốc, cô McNally, xuất hiện trên đài truyền hình cầm trong tay một đống tập giấy nói rằng chúng tôi có bằng chứng, và đây là những bằng chứng từ những cử tri bị gian lận phiếu bầu, và họ ký tên sẵn sàng tuyên thệ trước tòa án để làm nhân chứng về những cái vụ như thế này. Thế nhưng mặc dù chúng ta thấy phát ngôn viên của tòa Bạch Ốc cũng lên đài để nói rằng có những cái vụ gian lận rồi kiểm phiếu sai sót, luật sư của Tổng thống Trump cũng xuất hiện trên đài để nói về những cái sai sót này, tuy nhiên cái tiến trình tố tụng ở ngoài tòa không đơn giản là như thế. Tòa hỏi một câu, anh nói gian lận phiếu bầu, cho tôi xem bằng chứng. Đến giờ phút này, thưa quý vị, mặc dù ở ngoài đường phố và trên đài truyền hình thì ông Rudy Giuliani nói rằng có bằng chứng, khi ra tòa không có bằng chứng gì hết. Vì không có bằng chứng, tòa hỏi nếu mà không có bằng chứng và không có bất cứ một cái dẫn chứng nào để đưa vấn đề này ra tòa thì tại sao lại tiếp tục đi kiện, và đó là lý do họ bãi bác, thưa quý vị. Bây giờ bên phía Tổng thống Trump và thậm chí ông Rudy Giuliani lại đưa ra cái thuyết âm mưu thế này. Ông nói lý do mà chúng tôi muốn để cho nó thua đó, ông để cho nó thua, để rồi chúng tôi sẽ kiện lên tòa tối cao pháp viện. Thế nhưng từ tháng 10 cho đến giờ phút này, bởi vì tháng 10 quý vị nhớ đó là bên phía Tổng thống Trump kiện tiểu bang Pennsylvania để không chấp nhận có thêm 3 ngày để nhận cái phiếu mà bầu khiếm diện, mặc dù tòa đã cho phép. Tòa tối cao pháp viện đã không thụ lý bất cứ một hồ sơ nào, đã có những đơn kiện lên tòa tối cao pháp viện. Tổng thống Trump tin tưởng là với 3 vị thẩm phán của tòa tối cao mà ông đã đưa vào được đó sẽ hỗ trợ cho ông để có thể chiến thắng. Ngay cả buổi tối thứ 3, quý vị còn nhớ rạng sáng thứ tư của cuộc bầu cử đó, Tổng thống Trump cũng tuyên bố là nếu mà có những cái vụ gian lận như vậy, chúng ta sẽ đưa lên tới tòa tối cao pháp viện. Thì bây giờ thực tế cho thấy ngay cả những tiểu bang ở tòa của các tiểu bang này không thôi, đã không thông qua được bất cứ một cái tiến triển nào liên quan đến vụ kiện này, huống hồ gì mà tòa tối cao pháp viện. Mà trong khi đó, ông chánh án của tòa tối cao pháp viện John Roberts cũng đã tuyên bố là họ sẽ không dính líu đến vấn đề tranh chấp chính trị
tranh chấp chính trị trong những đơn kiện mà họ thấy phần lớn là nó mang cái yếu tố chính trị quá nhiều. Và cho nên đến giờ phút này, thưa quý vị, mặc dù nỗ lực như thế nào đi chăng nữa, người ta nhìn thấy không còn một cái đường lối nào khác cho đến khi Tổng thống Trump tuyên bố nhận thua cuộc, hoặc là rồi thì chấp nhận để mà cho tiến trình chuyển tiếp của ông Joe Biden vào Tòa Bạch Ốc nó diễn ra một cách êm thấm. Thế nhưng giới phân tích họ ghi nhận là khó lòng mà êm thấm được một khi mà Tổng thống Trump vẫn không nhìn nhận cái kết quả bầu cử ngày hôm nay. Dạ vâng, thưa quý vị, một trong những vị luật sư mà hiện nay đang kề vai sát cánh với ông Giuliani thụ lý những cái đơn kiện cho Tổng thống Trump về cái cáo buộc gian lận đó, thì có bà luật sư tên là Sydney Powell. Thì quý vị cũng nhớ là cách đây gần 2 tuần, ngay sau khi mà ngày 3 tháng 11 xong đó, thì bà đã từng lên trên đài Fox News và bà nói đến một cái thuyết âm mưu rất là lớn liên quan đến hai cái software Hammer và Scorecard. Thì nó khiến cho hàng loạt người mà ủng hộ Tổng thống Trump chia sẻ cái thuyết âm mưu đó, bởi vì bà nói là hai cái software này bị đảng Dân Chủ dùng để mà chuyển đổi tất cả hàng triệu phiếu bầu bầu cho Tổng thống Trump chuyển qua cho ông Biden. Mặc dù là bà lên đài bà nói mạnh miệng như vậy, nhưng mà bây giờ ở những cái đơn kiện không thấy bà nhắc đến hai cái software này, không đưa được bằng chứng. Cái chuyện đó chưa có xong, thưa quý vị, thì mới hôm Chủ nhật vừa rồi, cũng chính bà và ông Giuliani lại tiếp tục lên đài Fox và đưa ra thêm những cái lời tố cáo. Bây giờ nó liên quan đến thứ nhất là cái hệ thống máy tính để mà ở một số cái tiểu bang họ dùng để mà khi cử tri đi bỏ phiếu là Dominion, và một cái software gọi là Smartmatic. Thì đây là cái lời tố cáo của cả hai người, thưa quý vị. Bà Powell và ông Giuliani nói là Dominion chỉ là một cái vỏ bọc của cái công ty Smartmatic, mà Smartmatic là của những của thực thể ở nước ngoài liên quan đến Venezuela và Trung Quốc, và Smartmatic mới là chùm cuối, thưa quý vị. Còn Dominion đó được 28 thật là có 28 tiểu bang ở Hoa Kỳ sử dụng những cái máy đếm phiếu của Dominion. Thì Dominion bây giờ hai cái vị này claim là có hàng trăm ngàn, có khi lên đến cả triệu phiếu của Dominion đã chuyển sang từ Tổng thống Trump qua cho ông Biden. Và đặc biệt bà Powell bà nói như thế này, là bà không có ngạc nhiên khi mà cái tên của Dominion và Smartmatic được nhắc đến, là bởi vì rất nhiều năm trước đây có những vị thượng nghị sĩ của đảng Dân Chủ đã từng nói đến cái việc gian lận của hai cái software này trong quá khứ, nhưng mà chính phủ Hoa Kỳ đã hoàn toàn không có để ý đến. Và bà nêu tên thứ nhất là dân biểu New York Caroline Maloney, thượng nghị sĩ Elizabeth Warren, thượng nghị sĩ của tiểu bang Minnesota bà Amy Klobuchar, thưa quý vị. Thì và bà Powell này bà còn nói là bây giờ bà nghi ngờ là cơ quan CIA cũng dùng luôn cái hệ thống Smartmatic này để mà đi lũng đoạn những cái kết quả bầu cử của nước ngoài. Thì đó là cái lời tố cáo của bà. Thì sau khi mà tìm hiểu đó, thưa quý vị, bây giờ báo chí đó họ nói là cái việc bà nói đó có thể nói là nó chỉ có một nửa sự thật. Bởi vì thật sự là vào năm 2018, trong cái cuộc bầu cử giữa kỳ, thưa quý vị, có một số cử tri ở một số tiểu bang họ nói rằng khi mà họ đi bỏ phiếu dùng cái voting machine của Dominion đó, thì họ nói rằng lâu lâu cái máy nó bị nhảy và cái vote của họ bị nhảy sang cho người khác. Cho nên là họ nghi ngờ là cái máy này có vấn đề. Thì khi đó thực sự những cái vị mà bà Powell bà nêu tên đó, thượng nghị sĩ Amy Klobuchar, Elizabeth Warren, mà trong đó còn một số thượng nghị sĩ của tiểu bang Cộng Hòa nữa, mới viết một cái lá thư gửi cho những cái người lãnh đạo của Dominion, yêu cầu họ giải thích về cái vấn đề cái máy nó bị giật này. Và bên cạnh đó họ còn gửi một cái lá thư cho một cái công ty tư nhân tên là Stable Street Capital Group. Các vị thượng nghị sĩ này nghi ngờ, không phải nghi ngờ thưa quý vị, mà trong lá thư đó họ yêu cầu là cái công ty tư nhân đó cung cấp cái thông tin về mối quan hệ tài chính của họ với Dominion. Thì cái tin tức không có nói là cái cuộc điều tra này đi đến đâu, hay là những cái khi mà bị giật đó, những cái vốn đó sau này có được đếm lại hay không, hay có bị ai kiện ra tòa không, thì tin tức không cho biết. Tuy nhiên còn cái việc mà liên quan đến Smartmatic đó, thưa quý vị, là cách đây rất là nhiều năm rồi, liên quan đến năm 2006
Chúng tôi sẽ quay lại tiếp tục phần tin tức này sau phần quảng cáo. Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi.